dương bên đường ra cá từ Israel nô nơ trăng thà dương cặp phong tam đan chia mặt to đau nơi vô rộn trái và đa rộn trái để đưa cá bé con cặp phong tam đan để đất đo nơi bất cả đi miền nẹ lược là đôi cá bị chăm một con và vô rồi hai chân năm pi pot đã bay pi pot đã buồn thiệt hơn nơi Peru nè tổng học như ai tới chạm bàn thả cô rể cả trường triêm cầm riêng cầm hai anh quay và hai tới lấy cô rể cả vùng và tới môi chậm luôn nơi cái đọc đồng bọn bàn và cả thả triêm dân họ đã bay tới đất chậm liếc và chỉ chuyên được bỏ kê tranh pi cô đấy khắc bộ không về từ đây còn bỏ trang ban cho bỏ lực trong thả không biến tốc còn qua là vây chỉ vui kết cua vây từ lư vua là cò đại ruột nơi cô đấy khắc bộ về đốt trong ban trói to từ lắp từ bên thả trói to từ lắp từ bên ẩm biêu và rêu cho bố bố là có dư đàn đá của rê khẳng vô xong cộng rốt cho và chỉ chôn của rê khẳng vô trời ruột nơi cho bố nâng và chỉ chôn của rê khẳng vô ấy là cả này đôi khi và tên môi trong nốt chứ liêm dốt họ tận đất đi sất ra bỏ kê bố là có ra bỏ kê bị y dạy âm bánh bánh nơi dỗ rõn trái hôn bà đẹp bàn pháp trọng thờ dường vẫn bên lát được biết phương bài bí tí rô phải chỉ chuột Israel kể rô nơi để biết ra cứ rô nơi để biết đọc dường bàn thuốc rôm tẹn xâm nơi dỗ rõn trái cả bỏ tê rõn trái cả sẽ cảm đại miên đi sát cha được kì bàn phương ca tư bình bồi dục rạm tay ọp rụp có thua cái ca kia đi chưa ác khó sọ đi sát chương mà đẹp bàn sạp hãy lấy dương cổ phông tạm đàn vì nếp bư hòm bí sơ vắt tập hiếp nơi phu rõt rồi bỏ dương nơi ai bật tế y xa bảo sân bao bởi chí chuyên rắc thật với bà Israel mình đảm ra ở dưỡng trả tranh tì dưỡng công trả tranh rốt cho bởi chí chuyên đi xa cả đấy đôi khi nơi có đấy khắc vô cả phải làm đi bọn đọc mày đi bọn đọc buồn ấy lời đi cả đấy cả lang nơi ai Israel bảo sân bảo rốt cho bởi chí chuyên Israel trong phê đê bởi chí chuyên Israel chúc ca là mạc ngày cao cổng trăm bách xong tờ riêng rồi xong tờ thơ ca nơi bởi tây Israel to tờ tiết vì cả là ngay đôi kia ca phi chùm đoạn Covid nơi chứ nằm đạo chứ nằm phi quan bộ khuẩy và tây mơ chùm luôn dốt dốt thoát tật đất phụ rốt là bỏ cái chênh phía bà tế chân có bà tế giảm rắp khiêm khiêm tới căn bà tế chân đạp bấy chun xa hàm bì cả xa mà cái phiếp cho mỗi bà tế chân chân khẩu cao bà nhốt bà trang nâng Covid đọc bà buồn mùi bà này mùi bà này tiết chun xa tới chân phố đi sất cả bà chí xong hỏi và to luôn nơi chứ bố tình chỉ chuẩn chân không cả lại tê sắc đó là bạn vận tài xong xong có đó là chia dự bó là hai rất thầm bạn riêng rất thầm bạn hai đi vô rất đầy không cả nơi đây là rất thầm ba Israel thả trăm bách trời tay chủng liếc về chiếc bó rốt để sật
Campuchia chỉnh. Dương công khai chờ môi đăng ca chậm nay prak ca. Chúa liên hò vì sẻ. Tự đất này sất rồi bỏ dương chiếc bút rơi đẹp trả chênh tỷ Israel. Phần tay chấm bẩn chưa tha Israel. Còn nằm nguyên giảm đông phố bè đi chờ phố dương nụ tì. Còn tọp dương. Còn phong chô chương nơi li vong. Chúng kết cổ phong tại kết thả. Cả vai bó ở rộ bó Israel. Tôi lư. Cổng hà mà lược đi. Màn mến cổng tay đọc bán gà xa đi. Ai vai đó li vong. Họ này. Đại về tệ tôn cho mỗi cổng hê bù là. Tại rương đô. Dương mặt toàn và tranh mặt tệ nà mùi. Tệ tân cho mỗi đợt cách cả. Bỏ đi, đi, đi. À vậy để dương chọn bàn. Xong hỏi phía kỳ tập hót hót vụt. Xoay dư rộng lời. Đọt xài. Tạm rời dẫn. Nơi cả sàn thật này. Hỏi kìm có xong hỏi phía vừa đi. Chọn phố Krom Hama. Xong hỏi đó lên chọn nắp khăn. ដែលបានចាប់ក្នុងនោះក៏មានពលរដ្ឋថៃចំនួនជាង10នាក់ផងដែរចំអពីវិរិយចំពោះក្រុមហាម៉ាស់វាមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកអ្នកទីប្រសិនបើអ្នកចាប់ជំរិតចាប់ជាចំណាប់ខ្លាំងយកទៅសម្រាប់ឬធ្វើបាបគ្មានប្រយោជន៍ទេ ខ្ញុំអំពីវិរិយឲ្យមានការសន្តិភាពរកការសន្តិភាពប៉ុន្តែខ្ញុំក៏កំពុងតែសម្លឹងថាសង្គ្រាមនេះដឹងរីជ្រាលដល់ទំហំអាចនឹងអ៊ីស្រាអែលទៅត្រួតត្រាតំបន់ហ្គាហ្សាឡើងវិញបន្ទាប់ពីការដកចេញនៅឆ្នាំ2007ហើយអាច នឹងឈានទៅដល់ការវាយលើទឹកដីលីបងដើម្បីបំផ្លាញចោលនៅមូលដ្ឋានរបស់ហេបូឡាដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្រុមហាម៉ាស់ហើយសង្ឃឹមថាកងទ័ពរបស់យើងដែលកំពុងស្ថិតនៅលីបងរក្សាហើយបានជាប់ជួនស្ដាប់បទបញ្ជីនៃ អង្គការសហប្រជាជាតិក៏កំពុងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយតិចតួចតើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់រថយន្តហើយជួបបញ្ហាដោយមិនយល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការថែទាំរថយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសមែនទេអោះបរមហើយ សូមប្រើ app TCR Autocra អាចជួយលោកអ្នកបានគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងជួសជុលរថយន្តបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ផ្តល់នូវចំណេះដឹងក្នុងការថែទាំសុខភាពរថយន្តគ្រប់ផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងអស់យ៉ាងត្រឹមត្រូវទទួលបានសេវាកម្មថែទាំរថយន្តឲ្យត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសមួយរយភាគរយទទួលបានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលរថយន្តខូចតាមផ្លូវទទួលបានការ VIP បន្ថែមឬការបញ្ចុះតម្លៃ10%លើសេវាកម្មជួសជុលនិងមួយ20%លើសេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរប្រេងម៉ាស៊ីនមាន app TCR Autocra ដូចមានជាងជំនាញម្នាក់តាមខ្លួនអញ្ចឹងដែរបញ្ជាក់ TCR Autocra ក៏មានទទួលសហការចុះធ្វើកុងត្រាមើលថែទាំត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងជួសជុលរថយន្តជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទនិងតេឡេក្រាម 098 កា៣សូមអរគុណ